Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị và Ban Bí thư mới ban hành thời gian gần đây. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư, Phó Bí thư các ban cán sự đảng, đảng đoàn ở tỉnh, trưởng phó các sở ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thường trực Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, Bí thư, Phó Bí thư, trưởng các ban xây dựng đảng, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng các tổ chức chính trị xã hội, trưởng công an, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, các báo cáo viên trung ương và cấp tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Tô Văn Từ quán triệt triển khai thực hiện quy định số 114 ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Đồng chí trưởng ban dân vận Tỉnh ủy Đỗ Việt Anh quán triệt triển khai thực hiện kết luận số 54 ngày 9 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện quyết định số 99 ngày 3 tháng 10 năm 2017 về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Kết luận số 58 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam. Đồng chí trưởng ban nội chính Tỉnh ủy Lê Hữu Quý quán triệt triển khai thực hiện quy định số 116 ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo định hướng và cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Đặng Trọng Cường quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 24 ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng. Đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đinh Việt Dũng quán triệt triển khai thực hiện quy định số 110 ngày 6 tháng 7 năm 2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành kiểm tra đảng. Đây là những quy định, kết luận, chỉ thị có tính định hướng, xác định rõ quan điểm của Đảng đối với các nội dung quan trọng, ảnh hưởng nhiều mặt đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các vấn đề quan trọng đang đặt ra về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị và một số điểm cần lưu ý trong các văn bản của Trung ương. Trong đó, đối với chỉ thị 24, cần hết sức lưu ý tới mối quan hệ giữa hội nhập với các thách thức đe dọa tới an ninh quốc gia, giữa hội nhập với các tác động chuyển hóa, giữa thực hành dân chủ với giữ vững kỷ luật, kỷ cương, kiên định các nguyên tắc, con đường mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã lựa chọn. Nhấn mạnh mục tiêu của luân chuyển cán bộ trong ngành kiểm tra đảng theo quy định 110 của Ban Bí thư là nâng cao hiệu quả việc thực hiện chủ trương của Đảng về công tác cán bộ, đào tạo bồi dưỡng qua thực tiễn, góp phần để cán bộ ngành kiểm tra đảng phát triển toàn diện. Đồng chí lưu ý, ngoài việc luân chuyển dọc, phải hết sức quan tâm luân chuyển ngang để tạo tiền đề, chuẩn bị một bước cho lộ trình một số chức danh kiểm tra không phải là người địa phương. Đối với quy định số 114 của Bộ Chính trị, cán bộ cần nhận diện rõ 3 loại hình tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ cùng 8 loại trách nhiệm cần thực hiện. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý cần gương mẫu, tự giác trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ, nhất là trong việc đề bạt, bổ nhiệm người thân, người nhà. Đối với việc triển khai thực hiện quy định số 116 của Ban Bí thư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng cơ chế, định hướng và cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng. Đối với việc triển khai thực hiện kết luận số 54 của Ban Bí thư, đồng chí cho rằng trước hết là trách nhiệm tự thân của cán bộ, đảng viên kết hợp với vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan kiểm tra, giám sát tạo thành sức mạnh tổng hợp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đối với triển khai thực hiện kết luận số 58 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam, cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề an sinh cho người cao tuổi, phát huy vai trò, vị trí của người cao tuổi theo tư duy mới trong đời sống xã hội.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sau hội nghị quán triệt dành cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan đơn vị, sớm đưa các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thiết thực.